share. À, các bạn ơi, Thanh Tân hôm nay sẽ đem đến với các bạn một cái món quà nho nhỏ của bạn ấy. Và để nhận được món quà này thì cũng giống như những lần trước thôi, thì chúng ta hãy chia sẻ cái liên tập này và tag 5 tên người bạn thân của mình. Sau 24 tiếng thì bạn nào có cái lượt like cao nhất thì chính Tân Trề sẽ là người ra bưu điện gửi món quà đấy có chữ ký đàng hoàng cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ sẽ là món quà đó. Đây là món quà gì đây? À, hình như là Tân là người hay đội nón đúng không? Dạ, em rất thích, nhà em rất nhiều nón. Ok. Dạ, em thích đội nón lắm. Đây là một cái món nón mới hoàn toàn luôn nha. Và Thanh Tân sẽ là ký tên, sau đó gửi tặng cho cái bạn nào gọi là có nhiều cái được quà nhất. Ok. Rồi. Đã. Ngon lành. Đây. Có chữ ký của Tân Trề đàng hoàng. Đó. Vô đội nón này vô là vô xã đoàn luôn nha các bạn ơi. Nói chung là một cái nón, nói chung nó chẳng có gì gọi là cao siêu hết, nhưng mà đây là một cái nón gọi là kỷ niệm dành tặng cho tất cả các bạn